Mình với lại anh em cũng sẽ xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Thì hôm nay anh em sẽ có một chuyến quay clip đi câu quay cho cả nhà xem. Nhưng mà trước khi đi câu thì mình có một điều đặc biệt để chia sẻ với cả nhà. Đây là một cái nấm. Thì lúc nãy anh em có đi đào trùng thì phát hiện được cái nấm rất là bự các bạn ạ. Đây kiểu các cũng ít bạn nhìn thấy. Đây là một loại nấm mà gọi là nấm khổng lồ các bạn. Các bạn thấy à? Nấm khổng lồ là mã Chuột trắng. cầm coi, chuột cầm coi. Đâu, đừng có nghĩ em nghiêng đây nè. Ồ, các bạn thấy à? Rất là bự vậy cả nhà. Và cái tên của nó á, thì nó nghe nó cũng không có liên quan mấy các bạn ạ. Cái tên của nó là nấm xoài. Xoài nha các bạn. Đó. Và cái loại nấm này là ăn được. Nhưng mà trước hết mình sẽ nói sơ qua về nó. Thì cái loại nấm này thường nó mọc ở mấy cái lá bạch đàn nữa các bạn. Đó, thì mọi người gặp nó thường là hay đá nó giống như đá trái banh vậy đó. Tại vì nghĩ là không ăn được nhưng mà loại nấm này ăn được. Các bạn chỉ việc là bóc cái ở dưới này ra. Cái lớp dưới này nè. Đó, các bạn bóc như này nè. Đó, bóc cái này ra bỏ. Đó. Bóc cái này ra nè. Đó. Rồi mình bóc cái nấm phần ở trên đây. Em cầm giùm anh nè. Đây, mình bóc cái mình lấy dao cũng được. Đó, mình gọt cái bỏ cái phần ở trên đây. Cái lớp da mỏng ở trên đây nè. Đó, mình chỉ ăn cái phần này thôi. Thì cái này nó già rồi các bạn. Cái này là nó muốn hư rồi. Thường thì ăn được thì nó khoảng chừng, nếu mà ăn ngon á, nó khoảng chừng độ cỡ cỡ bàn tay của mình là ăn được rồi. Thì cái này các bạn cứ sắc ra, sắc mỏng mỏng á, mỏng mỏng dài dài cỡ đốt tay mình, mỏng mỏng như này nè, để các bạn xào hoặc là kho nghệ cũng được. Đó. Nó ăn thì nó hơi, nó giòn. Nếu mà nó nhỏ nhỏ cái này á, là nó giòn, nó dai. Các bạn nấu thì nó hơi hơi nhớt chút xíu nhưng mà ăn rất là ngon. Nhưng mà đây là mình nói theo cách mình giải thích thôi. Nếu như các bạn mà gặp những loại nấm mà chưa biết chắc là nấm gì thì các bạn không nên ăn nha. Đó, có thể là nó rất là giống nhau, rất dễ bị lộ. Đó. Hoặc nếu các bạn thấy loại nấm này thì các bạn hái, và cái người nào có kinh nghiệm á, thì các bạn hỏi trước khi ăn nha. Đó, tại vì nấm độc rất là nhiều, và khi mình ăn mà không biết mình ăn trúng cái nấm độc á, thì sẽ rất là nguy hiểm. Wow, chà bá lửa luôn các bạn Bự chà bá luôn. ạ. Rồi mình sẽ để lại chòi chú 10, hỏi chú về chú xào chú nấu gì nấu. Bây giờ anh em đi câu lươn. À, hôm nay bắt đầu đi câu lươn thì mình câu ở những cái đầm dâu nhút. Thì những cái đầm này là cái nguồn cá để mình làm khô các bạn. Thì mình lấy ở cái nguồn này. Thì cá ở đây là nó có sẵn các bạn. Với lại những cái đầm mình thì mình khi mình lưới thì nó phải hết. Và anh em có thả cá thêm. Mình nói chính xác là anh em có thả cá thêm nha các bạn. Đó. Thì nó cũng ăn là từ cái nguồn bèo này để nó phát triển. Đó. Cho nên là con cá nó mập mà cái thịt nước là thơm. Rồi, bây giờ anh em bắt đầu đi câu cho cả nhà. Không có đâu. Hàng này tiềm năng hơn. Quan trọng gì tới lúc lúc kiếm anh một cái cây, cây hay miếng dán gì đó. Thường mà có là nó kéo vô liền rồi các bạn.
tạp ăn dữ lắm, lương á. Đó chưa? Hình như nó ăn rồi đó. Thường mà có lương là nó kéo vô à. Ờ, nó ăn vô rồi đó. Sao mà ăn nhẹo quá ta. Đó, các bạn thấy không? Đó, nó kéo đi nè. Đó. Đó, các bạn thấy không? Bắt đầu nó kéo vô đó. Thì công việc còn lại cứ để cho nó ăn thôi các bạn. Đó. Đó, các bạn thấy không? Giờ nó đang bắt đầu nuốt. Mình nghĩ con này nhỏ quá. Nhưng mà theo cái hang này thì nó cũng không vừa vừa. Đó. Đó, nó kéo đi nữa. Lộng nữa nha. Đó, kéo vô rồi, nhẹ nhẹ. Ui, ui, lúng lúng. Bồ con các bạn ạ. Từ từ để mình đi lên đã, lúng rồi. Ui, ui, ui. Đây, mình mới câu được một con rồi các bạn. Thì con lương này thì mình cứ câu bằng mồi trùng thôi. Mới xuống câu lỗ đầu tiên luôn là lượm được một con. Đó, con này nó cũng vừa. Thì những cái con lương mà mình làm khô nó cũng bự hơn cỡ này chút. Hoặc cỡ này cũng có nữa, nói chung nhỏ lớn cũng có hết. Lưỡi luôn rồi. Hả? Nốt luôn cái lưỡi rồi. Tại vì anh ta để hơi lâu. Tại vì mình để hơi lâu các bạn ạ. Lý do là con đầu tiên cho nên là mình muốn. Không sao nó nát anh dịch anh kéo ra. Con đầu tiên thì mình muốn cho nó chắc ăn cái. Khởi đầu cho nó may mắn. lấy cái thùng. Rồi chuột cầm cho anh đi. Cầm cái máy quay cho anh. Để anh cỡ ra. Tục cái quần luôn ra. Cái chân mình đẹp ghê không các bạn. Cái này còn câu sướng hơn cả cá nữa các bạn ạ. Từ đâu rồi? Rồi thấy rồi. Thì nó nuốt thì mình đơn giản lắm, mình giật mạnh cái bắt đầu mình kéo ngược cái dây lại thôi.
em giữ cái đuôi, giữ cái đuôi này. Đây, một con đầu tiên ơi, nó không trùng ấy, đấy chẳng trùng rồi đây. Đây các bạn, thành quả lấy cái gì đựng nhỉ? Lấy cái thùng này đi, lấy cái thùng này đi. Rồi xuống làm tiếp cái hang này con. Đây, các bạn thấy thích không? Tại biết hang này mình vô mới đi vô thấy có con nhện này nè. Đó. Mình nghĩ nó không có nhưng mà nhìn thì cũng khả thi đó. Đâu các bạn thấy con nhện nè, đây là con nhện nè. Mới chạy ra đó, đó. Thì cứ thử đi. Kệ nó. Biết có được nó mới chạy vô sao? Không có rồi. Đi kiếm hang khác thôi. Ở đây thì mấy cái trò ở đây là bà con trồng rau các bạn thì đều phối hợp với lại anh em gốc chia sẻ để phát triển khô cũng như là để kiếm thêm thu nhập ổn định. Mình mới mò ở đây có mà đâu rồi đây. Tại biết sao bạn, biết sao nước nó lên á. Bởi vì mình tối kêu là kiếm cái hang nó khó được. Đâu tính. Rồi, ở đây nè. Che che giùm anh cái. Ủa, nắng chóng mặt luôn mà các bạn. Kéo vô luôn rồi. Các bạn thấy ghê không? Nó kéo tay mình vô luôn. Đó, đó, nó kéo con dây đi mất rồi nè. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Hết mồi rồi, hết mồi. Chỉ ngắt hết cái kia đi. Bịch trùng để vô bên chỗ kia các bạn à. Bắt được con dế nhủi. Chơi luôn, nhỏ ơi, bắt ngắt cái đầu đi, ngắt cái đầu đi. Đúng rồi, ngắt cái lá đi, ngắt cái chân đi. Con này bự á. Ngay cầm lại, cầm con dế lại. Ừ. Cầm con dế lại, cầm con dế lại, đừng để nó xé nó nát. Móc lại, móc lại. Ô, con này nó kéo ghê thật á. Mình để mình chỉnh cái con dế lại ha. Không biết là nó còn ăn không. Đâu rồi? Hồi nó táp cái tay anh luôn. Đó, nó kéo đi rồi các bạn thấy không? Đây nè. Đó, nó kéo đi nè. Lương vị nó lì đúng các bạn. Đó, các bạn thấy nó kéo đi không? Đó. Dính này. Từ từ cho nó kéo đi. Không gì phải vội. Các bạn thấy đẹp không?
cầm giùm anh nha bao công. Trời ơi, trời ơi, có mồi không? Cái gì vậy? Ốc à, nhỏ thôi. Bự quá. Cái bịch trùng nữa nãy chuột dưới lâu ra đấy. Chạy lấy. Không biết ốc nó ăn được các bạn à. Bạn thấy nó kéo đẻ không? Ôi, đang mới to lắm anh luôn. Từ từ cứ chờ anh. Ồ, cái tay mình cho vô mà táp luôn. Cái miếng ốc này ngon. Trời nắng quá mà anh em mới qua bên nhà dì ba con ếch ngồi đây nè các bạn. Ồ, các bạn thấy không? Giờ sao bắt nó đi. Trời ơi, trời ơi trời. Mình say nắng thiệt rồi các bạn à. Tại vì anh em câu trễ hơi nắng các bạn à. Thì chưa cuối bị thất bại rồi. Giờ anh em qua bên đây câu. Mới ra câu rồi trời nắng quá. Thôi mình đi sẽ đi cắm câu ếch quay cho cả nhà xem. Bây giờ mình đi câu lươn tiếp. Đây. Đây chỗ gì ba các bạn à. Mà do gió lớn cho nên là nó bị bong mái phía bên kia các bạn thấy không? Để hồi nữa anh em lợp lại sau. Chắc ông ba gì ba không có nhà rồi. Giờ này chắc đi làm. Đi làm rồi các bạn ơi. Các bạn thấy không? Đang ăn nè. Ê. Rồi. Con này khủng long rồi các bạn ơi.
nuốt rồi. Đó các bạn thấy không? Đó. Trời mưa các bạn ạ. Nhưng mà nói thật thì nó ăn thì cũng giống cua thiệt. Mình hy vọng là con lươn. Bự, con này bự lắm các bạn ơi. Từ từ. Từ từ. Không được rồi. Con này bự lắm các bạn ơi. Khủng long. Không. Trời. Trời ơi. Đứt rồi. Trời ơi, giãn cái lưỡi câu luôn các bạn thấy không? Gãy cái lưỡi luôn. Gãy cái lưỡi luôn rồi các bạn ơi. Trời ơi. Các bạn thấy không? Con lươn mà cỡ này nè. Lưỡi này lưỡi thép lên đây. Lưỡi thép mà còn gãy được á. Trời ơi. Ủa cái hang lươn nè các bạn thấy không? Cái hang đó nè. Hả? Cứng không? Đã cứng không? Không mò được đâu. Tiếc quá các bạn ạ. Gãy luôn cái lưỡi câu các bạn ơi. Thế tin được. Mình muốn khóc luôn các bạn. Cái vấn đề không phải là cái con lươn, cái giá trị của nó, nhưng mà mình câu không được đó các bạn. Mình nói cái con này nó phải khủng long luôn. Tại vì cái hang của nó bằng cái cổ tay của mình nè. Thì các bạn cứ nghĩ đi. Cái lưỡi thép như này mà nó còn gãy rồi, các bạn hiểu rồi. Các bạn thấy không? Đây là lưỡi thép nha các bạn. Mình nương tay rồi đó. Mình đờn để nó lên á. Tức thật. Không câu nữa. Đừng mò. Mưa rồi các bạn à. Thì nãy giờ mình ngồi tiếc cái con lươn. Mình không về nổi luôn các bạn ạ. Các bạn tin nổi không? Đây nè, cái hang nó nằm ở đây nè. Gãy luôn cái lưỡi các bạn. Tiếc quá. Mưa rồi, không câu được nữa rồi các bạn ơi. Trời mưa lớn luôn rồi. Biết các bạn thấy không? Đã, ướt hết tay mình rồi nè. Lần sau mình sẽ làm một cái lưỡi thép khác. Mình nghĩ mình sẽ làm bằng cái loại lò xo của súng các bạn. Mình nghĩ cái con này nó rất là lớn, các bạn thấy rồi đó. Cái hang cỡ đó. Và các bạn thấy nó kéo sức kéo vậy là các bạn hiểu rồi. Mình nương nó lại rồi nha, mình giữ chủ yếu mình giữ là cho không có dây trùng. Mà nó kéo vậy á, mình đờn nó chỉ mình gãi lên. Mà bẻ gãy cái lưỡi thép của mình luôn là các bạn hiểu rồi. Không thể tin được. Mình câu không nổi nữa các bạn ạ. Tại bây giờ nếu mà lấy cái lưỡi khác câu vẫn đi câu vẫn được, nhưng mà tại vì
bây giờ là nó không ăn nữa. Nếu các bạn nào mà đi câu thì các bạn mới hiểu được cái cảm giác của mình lúc này. Nó khó tả lắm các bạn ạ. Thà mình câu lên mình thả nó cũng được hay mình sao nó cũng được, nhưng mà thực sự giờ không còn tâm trạng câu nữa. Gần cái lưỡi. Nó gãy như này được các bạn. Các bạn nhìn cái màu đó các bạn biết là thép rồi. Nó kéo muốn thẳng cái lưỡi vậy. Thép mà nó kéo như này là gãy ngang như này nè. Lần sau mình sẽ đi câu, mình sẽ câu lên cho các bạn xem. Sẽ cố gắng hết sức. Còn bây giờ trời mưa. Anh em góc chia sẻ xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong một video lần sau nhé. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Nhớ like và share nhà, đừng quên subscribe. Bye.